thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái kèo mà kiếm tiền cực kỳ là uy tín và lại còn lâu dài không như mấy kèo tiktok kia hơi tí là nó scam luôn và khi mà đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận ngay được là 10.000 đồng và tuyển một bạn bè thì các bạn sẽ nhận được là 25.000 đồng nhá mình sẽ hướng dẫn cực kỳ chi tiết đồng ý một rep và cái min rút từ cái ứng dụng này chỉ là 200.000 về tài khoản ngân hàng hoặc là 50.000 khi mà các bạn muốn bán cho mình gọi là chuyển nội bộ đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cực kỳ là uy tín để các bạn có thể làm và kiếm tiền nhá tranh thủ kiếm tiền ăn tết nào nào, trước khi vào chủ đề chính thì mình sẽ quay random may mắn để chọn ra một bạn nhận giải thưởng của mình. Và hiện tại thì mình vẫn đang làm event ở mỗi video thì các bạn chỉ cần like, lại comment ở dưới video cộng thêm là số điện thoại và phương thức mà các bạn muốn nhận tiền, ví dụ nhận Momo, Viettel hay là gì đó. Ngoài ra thì hiện tại cái kèo Tinex này nó vẫn đang rất là uy tín và mỗi rep thì các bạn sẽ nhận được là 20.000 đồng. Và hiện tại thì mình vẫn đang thu mua tiền ở tài khoản Tinex cho mọi người nha Bạn nào mà không muốn lấy thẻ cáo á, thì các bạn có thể inbox cho mình. Mình sẽ đổi cho các bạn qua Momo, Viettel Bay, hoặc là ATM nha. Chúng ta có tổng là 84 comment thì mình sẽ tìm ra một bạn may mắn nhá. Bạn này nhận Momo này. Mình đã trao thưởng thành công cho bạn lò văn toàn nhá. Cảm ơn bạn. Rồi, ok và chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và uh, cho các bạn chơi cái kèo VNDC này cái kèo này thì ngày xưa thì mình cũng đã review cho các bạn rồi nhưng nó chưa được chi tiết và chính xác nhất. Và hiện tại năm 2021 rồi và nó có những cái cập nhật mới và cái event của nó thì vẫn còn và nó còn ngon hơn á thì mình review lại cho các bạn. Đối với những cái bạn mà chưa chơi thì các bạn có thể chơi nhá. Và khi mà đăng ký KYC thành công thì các bạn sẽ nhận ngay được là 10.000 và 20.000 5.000 trên một rep thì cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn để nhận được 25 nhá. Đối với những tài khoản thường thì các bạn chỉ nhận được 10.000 thôi và nó rất là phí đúng không nào? Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng VN DC Wallet này với những cái ưu điểm như là nhận lãi khi mà các bạn gửi tiền vào đây, đối với những cái bạn mà sử dụng tài khoản ngân hàng ấy thì lãi qua đêm của các bạn hoặc là khi mà các bạn không mở gói ý, gửi lãi theo tháng ấy thì lãi của các bạn rất là thấp, nó chỉ là 0.1% trên một tháng thôi. Còn ở VNDC thì các bạn sẽ nhận được là 3.3% trên một năm á. Nên lãi suất của nó thì sẽ là cao hơn đối với tài khoản ngân hàng nhá. Và các bạn gửi coi gì vào trong này thì đều được khuyến mãi qua đêm. Thì cứ qua đêm nó sẽ cộng dồn cho tài khoản mạng các bạn đó nên các bạn sẽ nhận được là lãi kép luôn đó rồi tiếp theo là các bạn có thể mua bán coi ở trên này đối với những cái bạn mà có việt nam đồng và các bạn không muốn giao dịch ở trên những cái sàn ví dụ như Binance name hay là gì đó thì các bạn có thể giao dịch ở trên sàn uh, VNDC này uh, khi mà giá thấp thì các bạn có thể mua vào và giá cao thì các bạn có thể bán ra và làm tranh cái lợi nhuận của các bạn uh, cái này thì cũng sẽ giúp các bạn có thể tạo thêm một nguồn thu nhập mới nếu mà các bạn đã muốn biết chơi coi rồi đó Tiếp theo là min chuyển nội bộ của cái này chỉ là 50.000 thôi. Các bạn có thể bán nội bộ cho mình được hoặc là 200.000 đồng khi mà các bạn muốn rút về tài khoản ngân hàng của các bạn. Nội bộ cho mình thì chắc chắn là các bạn sẽ mất phí rồi. Còn các bạn có 200.000 các bạn có thể rút về ATM miễn phí hoàn hoàn toàn nhé. Ngoài ra thì uh, cái phần mua bán coi trên này chắc chắn thì đối với một cái sàn, một cái ví thì nó sẽ cao hơn những người mua bán OTC như chúng mình. Uh, nên các bạn có thể sử dụng nhá nói chung là khá là xịn xò đúng không? thì cái phần link đăng ký này cộng với phần link ở trên telegram mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể kích uh, vào phần link nhá và cái phần link này là một cái phần link đưa đến cho mọi người một cái trang web và hiện tại thì mình đang tạo một trang web để kiếm tiền. Đó. thì các bạn có thể uh, thường xuyên truy cập vào trang web của mình để cập nhật những cái kèo khi mà mình sử dụng web ý, thì có một cái lợi ích đó là mình có thể update lại những cái thông tin để cho các bạn có thể hiểu rõ nhất Ngoài ra là những cái lỗi mà do Youtube mình không thể nào sửa được video Thì ở trên web này thì mình có thể đổi được nhé Thì các bạn có thể truy cập vào website tên là CTX 997.net nhé các bạn nhé CTX997.net Thì mình sẽ thường xuyên cập nhật kèo Ở trên này cho mọi người Rồi ok Thì các bạn sẽ nhìn thấy là hướng dẫn kiếm tiền VNDC web từ A đến Z năm 2021 Và ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái mục lục này Các bạn sẽ kích vào mục lục để khái quát nhất nha Còn các bạn nào mà muốn xem toàn bộ nội dung thì các bạn có thể kéo này Đầu tiên thì VNDC là gì? Nói chung là mình sẽ không không review những cái phần đó Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký KVC và mời bạn bè nhé Các cái phần nội dung tương tự Ví dụ như là uh, các bạn dùng để chuyển nội bộ này Hoặc là hướng dẫn mua bán tốc cần coi ra VNDC Sau đó thì rút mua bán từ VNDC về ATM của các bạn Hoặc các bạn mua VNDC thì các bạn sẽ kích vào cái phần ở đây Thì nó sẽ tự động ra cái bài cho mọi người nhé nào khi mà các bạn kích vào phần link đăng ký ở trên này này Các bạn sẽ có cái phần đăng ký tại đây Thì các bạn có thể kích vào phần tại đây hoặc ấn vào phần link đăng ký nhé Hoặc là các bạn có thể copy sao chép ra phần chrome hoặc gì đó Thì các bạn đăng ký nào Các bạn kích vào phần đăng ký ngay giúp mình Ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình phần thông tin Và lưu ý là tốt nhất các bạn ghi cho mình phần in hoa không giấu nhá Có giấu tại vì ở Việt Nam thì vẫn xác nhận được Nhưng tốt nhất là cứ ghi không giấu để cho tài khoản của các bạn đảm bảo nhất nhé Các bạn ấn đăng ký này Tiếp theo thì nó sẽ báo là đăng ký thành công Thì các bạn sẽ check địa chỉ email nó sẽ có mail để cho mọi người confirm ấy và các bạn sẽ đồng thời tải cho mình cái ứng dụng là VNDC Web này nhá. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy từ Archit Now ở trong mail của các bạn. Rồi, khi mà các bạn đã đăng ký thành công rồi thì các bạn hãy mở tài khoản ra thì các bạn sẽ kích sang cái phần mũi tên này, nó sẽ đọc cho các bạn một cái hướng dẫn sau đó thì mọi người sẽ ấn phần bắt đầu ngay các bạn sẽ kích vào phần đăng nhập để mọi người đăng ký à đăng nhập lại cái tài khoản bằng địa chỉ email của các bạn hoặc là số điện thoại nhá nhưng mình khuyến khích là các bạn sử dụng phần email nhé các bạn cứ sử dụng email nó thêm số điện thoại thì các bạn có thể thêm vào để bảo mật tài khoản của các bạn và lưu ý mật khẩu của các bạn cần phải khó khó đấy nhá tại vì vndc nó lại ngày xưa thì nó có một cái lỗi mà các bạn còn vào tài khoản của mình để rút tiền, nữa. nhưng bây giờ thì nó khi mà các bạn đăng nhập ở trên máy khác thì nó sẽ bị khóa trong vòng 24 giờ nên đảm bảo cho tiền các bạn hơn nhé Rồi thì các bạn sẽ uh, đăng nhập vào này thì nó sẽ bắt các bạn cài đặt smart OTP ấy, thì các bạn sẽ cài đặt luôn cho mình. Sau đó thì nó sẽ gửi về địa chỉ email của các bạn thì các bạn điền mail sau đó thì ấn verify tiếp theo thì các bạn sẽ kích lên cái phần ba chấm này chọn vào payment thì các bạn điền cho mình đó là tài khoản ngân hàng à, cái phần tài khoản ngân hàng thì các bạn có thể bỏ qua đối với những cái bạn mà không có còn nếu mà các các bạn có thì các bạn cứ điền luôn cho mình để sau này các bạn sẽ uh, thuận tiện hơn cho cái vấn đề rút tiền đó tại vì nếu mà các bạn điền banh vào thì nó sẽ xác nhận trong vòng 24 giờ thì các bạn mới được rút tiền kiểu như thế và lưu ý này uh, cái banh của các bạn ấy cần phải trùng với tên và các bạn kyc nói chung là một một hết nhá rồi thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xác uh, minh danh tính luôn hay còn gọi là KYC nhá. Trên 18 tuổi và có thể căn cước bằng lái xe hoặc là hộ chiếu. Và các bạn thông tin của các bạn sẽ được đảm bảo 100% nhá. Thì các bạn sẽ kích lên cái phần ba gạch này. Sau đó thì chọn Accord Verification để các bạn sẽ tiếp tục KYC cho mình. Ở đây thì mọi người ấn start này. Rồi, các bạn sẽ điền cho mình một số cái phần thông tin Ví dụ như là cái phần try là mọi người có thể chọn ID card Thì nó sẽ là chứng minh thư nhân dân hoặc là uh, thẻ căn cước công dân đó các bạn chọn bằng lái xe hoặc là hộ chiếu thì tương tự nhá. Các bạn sẽ điền cho mình cái thông tin này như đốc, mình men bớ đấy là số của các bạn, số chứng minh thư nhân dân đó, đúng chưa? À, sinh nhật này, cái phần gender là mết, men hoặc là female gì đó đấy là nữ, à, nam và nữ thì các bạn sẽ chọn. Mình đây mình có hướng dẫn toàn bộ cho các bạn rồi nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chụp cho mình mặt trước và cái mặt của các bạn vào cái phần cam ấy thì nó sẽ xác nhận cho mình. Thì hiện tại thì cây KYC mình thấy cũng khá là nhanh chỉ trong vòng khoảng 24 giờ thôi. Nhưng ở đây thì nó đã thông báo cho mọi người từ 3 đến 10 ngày nhưng nó sẽ nhanh hơn nhé các bạn nhé. Sau khi mà cây thành công thì các bạn sẽ nhận ngay được là 10.000 trợ... Uh, trong tài khoản của các bạn Rồi thì các bạn sẽ kích sang cái phần giới thiệu Và các bạn copy link nhá Khi mà các bạn chỉ đăng ký và ấm vào link giới thiệu Thì các bạn chỉ nhận được là 10.000 trên một lượt thôi Thì ở đây mình cũng đã hướng dẫn các bạn kích hoạt Để các bạn có thể kiếm được là 25.000 đồng trên một rep nhá Thì các bạn sẽ tiếp tục này hướng dẫn nạp tiền Và kích hoạt VIP 2 để có thể chuyển tiền nội bộ Cũng như là đồng thời sẽ cho các bạn được là 25.000 trên một rep Và đồng thời kích hoạt mọi chức năng ở trên VNDC cho các bạn nhá thì ở đây thì các bạn cần phải mua. Và VNDC này, đây là nói chung là một cái stable coin ấy. Nó có giá trị tương đương là Việt Nam đồng. Một VNDC sẽ bằng một Việt Nam đồng. Nói chung là uh, mình thấy VNDC khá là uy tín nên các bạn có thể chơi được nha. Các bạn sẽ kích vào phần uh, ở trang chủ. Các bạn cứ kéo xuống thì mọi người sẽ nhìn thấy cần phần buy hoặc là mua VNDC. Thì các bạn sẽ mua qua đó là... Uh, các bạn sẽ mua qua đối tác kinh doanh luôn nhá Nếu mà các bạn mua trực tiếp thì min mua rất là cao nhà 2 triệu đồng ấy. Còn mua qua đối tác kinh doanh thì min chỉ là 100 đồng thôi Thì các bạn sẽ điền cho mình là 100.000 đồng này Các bạn muốn mua hơn được nhưng min tối thiểu sẽ là 100 đồng nhá À 100.000 đồng nhá Do đó các bạn chọn đối tác Nói chung là người nào on sớm ấy thì nó sẽ ở trên đầu Thì các bạn cứ chọn trên đầu ạ Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào mua thì nó sẽ cho mọi người cái phần thông tin này để các bạn chuyển tiền và lưu ý 100% các bạn cần phải điền cái nội dung vào nhá cái phần chuyển tiền này đó, sau đó thì các bạn chuyển tiền thì trong vòng từ 15 phút đến 1 tiếng thì người ta sẽ tự động chuyển tiền vào cho các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ có VNDC trong tài khoản và tự động kích hoạt lên VIP 2 cũng như là các bạn có thể chuyển nội bộ các kiểu nói chung là đầy đủ các cái chức năng ở VNDC. Nói chung là ở đến đây thì có thể kiếm tiền luôn rồi đúng không? Thì uh, các cái phần thông tin cơ bản khác thì các bạn có thể search ở trên này nhá. Đó, ví dụ hướng dẫn đăng ký này, hướng dẫn xác minh này, nạp tiền và kích hoạt này, hướng dẫn mua bán token coin ra VNDC, hướng dẫn bán VNDC ra Việt Nam đồng về ATM, hướng dẫn nhận và gửi coin từ VNDC và các bạn có thể tham gia kênh channel của mình. Nói chung là cái nội dung cơ bản ở cái kèo này thì khá là đơn giản đúng không? Thì các bạn cũng có thể tham gia nhé. Và hiện tại thì đây chính là website chính thức của mình. Đó là ctx 97 com Thì các bạn nếu mà muốn thì các bạn có thể đăng ký tài khoản ở trên này. Bằng cách nào đây? Đó, các bạn có thể ấn vào cái phần trang chủ này sau đó thì đăng ký tài khoản và đăng nhập không thôi thì các bạn cứ thử sử dụng web cũng được các bạn có thể kích vào phần liên hệ ở đây thì có facebook này hay là telegram group của mình thì uh, hiện tại web của mình thì cũng mới lập thôi nên nhiều cái thông tin ấy thì mình chưa update kịp Nói chung là các bạn cũng có thể tham khảo cái website của mình nha Ngoài ra thì các bạn hãy cố gắng join vào kênh Telegram cũng như là join vào group Telegram để mình có thể hướng dẫn chi tiết cũng như là update cho các bạn. Rồi mọi vấn đề thắc mắc hay không hiểu thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Bye bye, hẹn gặp lại.